Маний Магтаал Авралгуурын Цохог Авралгуурын Цохогтоо Алсалуу Байталвуржуу Ара Хурмагуугээр Амдан Бүхэндээ Нэтгэлтэй Ом Маний Багмай Хум Ом Маний Багмай Хум Ом Маний Багмай Хум Ом Маний Багмай Phật kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 21. Chúng ta sẽ đi chữa bài tập của bài 20 trước ở trang số 149. Bài lần trước thì chúng ta đi vào cái loạt bài cuối cùng của phần quán tứ niệm xứ, gồm có 4 đề mục. Thì bài trước chúng ta học lại 3 đề mục còn lại, đó là quán thọ, quán tâm và quán pháp. Để chúng ta chữa câu thứ nhất ở trang số 149. In order to practice the contemplation of feeling, we should, để thực tập quán thọ thì chúng ta nên, option A, be just the observer. B, delight with our happy feelings. C, fight with our painful feelings. D, clearly understand they are our feelings or sensations. Rồi, chúng ta sẽ đi từng... Rồi, chúng ta đi vào câu số 1. Rồi, option nào đúng? A. Rồi, B có đúng không? B không. C. D. Có người nói D là đúng. Rồi, vậy là có A và D đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng lần lượt đi vào cái phần quán cảm thọ. Ở trang số 144. Thứ nhất là chúng ta chỉ là một người quan sát viên. Câu B là chúng ta vui thích với những cảm thọ hạnh phúc. Và câu C là chúng ta phải đấu tranh với những cảm thọ đau đớn. Câu D là chúng ta phải hiểu rõ ràng rằng chúng là những cảm giác hoặc là cảm thọ của chính mình. Rồi, chúng ta mở trang số 144. Ra nó 1, 2, 3, 4. Dòng số 15 từ dưới lên. Dạ đúng rồi, try to examine it as if you are observing it. So, A là đúng đúng không? Chúng ta chỉ là những người quan sát nó thôi. Rồi câu B là chúng ta phải vui thích. Chúng ta có 3 cảm thọ. Cảm thọ mà vui là chúng ta ưa thích, và cảm thọ mà không vui. Rồi câu A là just observer là đúng. Câu B là chúng ta vui thích với cảm thọ hạnh phúc. C là đấu tranh với những cảm thọ đau đớn. Thì chúng ta có 3 cảm thọ. Thứ nhất là cảm thọ hạnh phúc thì chúng ta ưa thích. Thì câu B nó diễn tả một cái nội dung của chúng ta, nội dung cảm thọ của chúng ta. Và câu D thì những cảm thọ đau đớn thì thường thường chúng ta không muốn tiếp xúc hoặc là muốn đẩy nó đi. Là nó cũng gần gần như gọi là đấu tranh với những cảm thọ đau đớn. Và tiếp theo này, chúng ta thấy là try to examine it as if you are observing it. Và do đó chính A là đúng. Chúng ta đọc tiếp này. Observing it from outside without any subjective reaction. Thì chúng ta thấy là subjective reaction tức là theo cái quan điểm chủ quan của chúng ta. Chúng ta quan sát nó từ phía ngoài thôi, là một cái vị quan sát viên, chứ chúng ta không có
đồng hóa nó, tức là chúng ta quan sát nó từ phía ngoài mà không có một cái phản ứng nào mà từ bản thân chúng ta, tức là chủ quan của chúng ta, thì chúng ta vui với những cái cảm thọ hạnh phúc thì rõ ràng là chúng ta add cái subjective, tức là cái chủ quan của chúng ta vào trong đấy rồi, và đấu tranh với những cảm thọ đau đớn thì chúng ta cũng lồng cái cảm xúc của chúng ta vào rồi, cho nên là B và C là không đúng. Rồi còn câu D tức là clearly understand they are our feelings and sensations, tức là chúng ta hiểu rõ ràng rằng chúng là những cảm giác của chính mình. Tại sao không đúng? Ở chỗ nào ạ? Here too, you should not look at it as my feeling or my sensation. Sở dĩ mà chúng ta không có nhìn nó là cái cảm giác của tôi và cái cảm giác của chúng tôi, của ta, cảm thọ của chúng ta, nó là bởi vì khi mà chúng ta có một cái cảm giác đó là cảm giác của mình hoặc là cảm thọ của mình đó, thì tức là chúng ta đã gắn cái tôi vào trong đó rồi. Cho nên là chúng ta phải đọc rõ, nếu mà cái này thì nó cũng có thể nó hơi đánh lừa chúng ta một chút đó, là giống như là chúng ta hiểu rằng là chúng ta là cái người chủ thể, chúng ta đang ở trong thiền định, chúng ta biết rõ sự vật, nhưng mà trên thực tế nó không phải là vậy. Cái câu này nó có nghĩa là chúng ta biến mình thành là có một cái tôi đang lãnh những cái cảm thọ đó, mà chúng ta biết là cảm thọ thì nó là vô thường, không có tôi, không có một cái sự cố định, cho nên câu đi không có đúng. Như vậy là chỉ có A là đúng thôi. Là được chưa? Chúng ta sang câu số 2 là the purpose of practicing contemplation of mind is to, mục đích của quán tâm. Chúng ta sang cái phần quán thứ 3 của tứ niệm xứ, đó là quán tâm. Câu A này, just whether the mind is in positive or negative state. Phán đoán xem tâm chúng ta đang là tích cực hay tiêu cực. Câu B, see and understand its true nature, tức là để thấy và hiểu bản chất đích thực của sự việc. Và câu C là see which one is me and which one is mine, để thấy cái nào là ta và cái nào là của ta. Và D, understand the cause of angry, hiểu được nguyên nhân của nóng giận. Rồi A có đúng không ạ? A, B, C. Rồi đi có đúng không ạ? Đi đúng luôn. Rồi bây giờ chúng ta mở phần quán tâm xem nó làm sao. Quán tâm là ở trang kế tiếp 145. Rồi bây giờ thứ nhất là câu A này, là phán đoán xem tâm chúng ta đang tích cực hay tiêu cực. Rồi ở đoạn số 2, ở trang số 145, here is no attitude of criticizing or judging, tức là chúng ta không có phán đoán gì hết, chúng ta chỉ là người quan sát viên thôi, hoặc là discriminating between right and wrong, tức là chúng ta không có lòng cảm xúc là phán đoán, hay là chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta đang là đúng hay là sai. Như vậy câu A không có đúng. Rồi câu B là see and understand its true nature, để thấy và hiểu bản chất đích thực của sự việc. Câu B 146 ở chỗ nào ạ? Câu đầu tiên, you should examine its nature, how it arises and how it disappears. Đã đúng rồi. Đã 145 ở chỗ nào? When you observe your mind and see its true nature clearly. Đã đúng rồi. Cái câu trả lời chính xác nhất là trang số 145. Nè. 46 thì cũng có thể được, nhưng mà cái trang số 145 thì nó gần hơn. Thì chúng ta thấy là câu B là đúng. Chúng ta quan tâm để hiểu được bản chất đích thực của sự việc, của cái tâm của chúng ta. Rồi chúng ta sang câu C.
see which one is me and which one is mine. Rồi ai mà nói đúng ấy, thì câu trả lời là như thế nào? Tức là ai? Câu C là có đúng không? Yeah, câu C thì rõ ràng là không đúng, bởi vì chúng ta quán tứ niệm xứ bất kỳ trên cái lĩnh vực nào đó là chúng ta cũng không có gắn cái tôi, cái ta của chúng ta vào trong đó. Và câu trả lời thì chúng ta có thể... Ngay cái đoạn chúng ta mới đọc ở trang số 145, dòng cuối cùng của cái đoạn giữa đó. Thus you become detached and free. Tức là chúng ta loại bỏ được tình cảm, tức là hoàn toàn được tự do. Tự do ở đây tức là chúng ta thấy là không có cái tôi và cái ta ở đây. So that you may see things as they are. Chúng ta nhìn sự vật như nó là, chứ không phải là của tôi với của ta nữa. Như vậy là câu C là không có đúng. Rồi câu D là understand the cause of angry. Tại sao không đúng? Ai nói đúng cho xin cái kết quả ở chỗ nào? Để chúng ta thấy là chúng ta quan tâm á, để hiểu được nguyên nhân của nóng giận, thì chúng ta thấy là nóng giận nó chỉ là một cái tâm lý rất nhỏ trong cái tâm của chúng ta thôi, mà chúng ta chỉ có quán để thấy được cái nóng giận. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy chúng ta không có nóng giận, mà chúng ta tìm cái nóng giận ra, thì chúng ta thấy là giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần ngay cái chỗ đó là chúng ta đã thấy nó sai rồi. Cho nên là còn nếu mà chúng ta muốn đi sâu hơn nữa đó, thì cuối trang 145, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta đọc từ dòng thứ 5 trở xuống. The moment he becomes aware and mindful of that state of his mind, the moment he sees his anger, it becomes as if it were sigh and the same and begin to subside. Thế là khi mà chúng ta nhận biết được cái tâm của chúng ta, cái tình trạng, cái tâm của chúng ta đó, thì tức là chúng ta nhìn nhận chung cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là cái nóng giận đó đó, nó tự nhiên là nó cảm thấy nó, chúng ta xấu hổ. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tâm lý của chúng ta nó không chỉ có là chúng ta nhìn như vậy là để chúng ta chế ngự cái nóng giận, chứ không phải chúng ta hiểu cái nguyên nhân nóng giận. Và cái nóng giận nó chỉ là một cái phần nhất rất nhỏ như vừa nói đó, cho nên là nó không có thể bao gồm hết ở trong đây được. Cái mục đích của quán tâm không phải chỉ là để hiểu được cái nguyên nhân nóng giận, mà chúng ta thấy là có những cái tâm lý tốt, chúng ta cũng chỉ là cái người quan sát viên thôi, chúng ta hiểu là nó đang xảy ra như thế nào, thì tự động là mọi thứ nó sẽ được dập tắt. Khi mà chúng ta quán tưởng ấy, thì chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó như nào, chúng ta nhận biết nó như thế thôi. Ngay như lúc này tâm chúng ta không nóng giận ấy, thì chúng ta không có thể tưởng tượng ra là chúng ta đang nóng giận để chúng ta chế ngự nó được. Là không cần. Tại sao? Như cái đoạn vừa mới đọc ở cuối trang 145 ấy, khi mà chúng ta đang nóng giận á, chúng ta nhìn vào nó cái là tự nhiên là nó sẽ bị giảm xuống. Giống như cái nước, cái ly nước, chúng ta vẫn có cái ví dụ đấy. Khi mà chúng ta thấy là cái nước mà nó chúng ta cứ lắc lên lắc xuống ấy, thì nó sẽ đục thôi. Còn chúng ta nhìn, chúng ta quan sát nó, chúng ta không đụng vô nữa, thì tự động nó sẽ lắng xuống. Thì cái cơn nóng giận của chúng ta cũng vậy, chúng ta không đụng đến nó nữa. Khi mà chúng ta còn tác ý đến cái nóng giận đó, thì bắt đầu là giống như là khi mà chúng ta tác ý, tức là chúng ta nói à, thằng kia nó thù mình cái gì đấy, nó đánh mình, bắt đầu là chúng ta mới ghét. Đó là cái tâm lý nóng giận của chúng ta nó càng bừng bừng lên, thì giống như là chúng ta lắc cái ly nước. Còn nếu mà chúng ta chỉ có quan sát là nhận biết rằng là ta đang có cái tâm lý đó, là cái tâm lý nóng giận đó, thì giống như chúng ta đang nhìn cái ly nước thôi, là tự động nó sẽ lắng xuống. Yeah. Trong cái việc mà thiền định hoặc quán bất kỳ cái gì đó, không phải là chúng ta biến chúng ta thành một cái bãi, như Hòa Thượng Nhất Hạnh nói, chúng ta không biến chúng ta thành một cái bãi chiến trường mà hai cái tâm lý tốt với xấu nó đánh nhau. Nhưng đánh nhau như vậy là chúng ta ở giữa là chúng ta thiệt thôi. Chúng ta tự nhiên là chúng ta biến cái thân mình đó thành cái bãi chiến trường, hai bên đánh nhau là sẽ có đổ máu, là chúng ta thiệt thôi. Còn chúng ta chỉ có quan sát thôi là tự động nó sẽ lắng xuống. Như vậy là câu đi cũng không có đúng, như vậy là chỉ có bi là đúng thôi. Đã được chưa? Rồi chúng ta sang câu số 3. Which of the following is not belonging to the categories of the contemplation of mind objects? Tức là yếu tố nào dưới đây không thuộc trong đề mục của quán pháp? A là Four Noble Truths,
B. Five aggregates. C. Là angry. D. Là seven factors of enlightenment. C. Chúng ta còn có câu trả lời nào khác không? Dạ đúng rồi. Quán pháp tức là chúng ta quán các cái sự vật hiện tượng hoặc là các cái pháp để chúng ta tu tập. Và tâm si tức là nó thuộc về tâm. Nếu mà đúng ấy, thì nó chúng ta thấy là ngay cái chữ angry là chúng ta thấy nó không thuộc về pháp rồi, nó thuộc về tâm lý của chúng ta, là thuộc về quán tâm. Cho nên là chỉ có si là đúng thôi. Rồi câu số 4 là chúng ta viết một đoạn văn ngắn về thiền định. Cái này sẽ là một trong những cái topic để chúng ta thi. Topic cuối cùng chúng ta thi. Chúng ta còn học bài 21, học bài 22. Hôm nay học bài ngày 21, tuần tới chúng ta học bài 22. Tuần nữa chúng ta ôn tập xong là chúng ta thi hết cái môn này. Đã có bao nhiêu tư tưởng Phật học là trong đây hết rồi, tức là chúng ta nắm hết rồi đấy. Là chúng ta đủ sức ra để có thể mà tu tập và có thể hoằng pháp được rồi. Là chúng ta đừng có ngại, đừng có lắc đầu. Có nhớ cái câu chuyện mà có một vị tỳ kheo đó, vị ấy này gọi là cũng gần như gọi là sơn tăng đó. Ông ấy tức là sơn tăng tức là gì, ông ấy chỉ có tu thôi chứ ông không có học. Ngồi lên núi tu, đến lúc mà ông ấy tu xong lên núi xong rồi thì cũng phải xuống núi. Đến lúc mà ông ấy lên ông giảng pháp, chắc câu chuyện này chúng ta cũng nghe rồi. Sư phụ kêu tức là sơn tăng tức là rất nhiều năm ông tu trên núi rồi, người ta nghĩ rằng là ông này chắc là tu hành như vậy, chắc là có nhiều cái chứng đắc chứng ngộ lắm này, nhiều cái để mà chia sẻ với mọi người, nhờ đâu biết đâu ông ấy thuyết pháp xong mọi người sẽ có thể bừng tỉnh được. Thế là bốc ông ấy bỏ lên cái bục giảng pháp. Khi mà bốc lên bục giảng pháp thì lên đấy rồi thì phải thuyết pháp thôi. Ông ấy ngồi chán, ngồi chê, ngồi đến 10 phút ông không biết nói cái gì, 15 phút không biết nói gì, lúc ông thở dài khổ quá. Khi mà ông thở dài cái là tất cả mọi người nghe xong là ô bài pháp hay tuyệt vời luôn, ngài chỉ cần nói một câu là chúng con hiểu là cái cuộc đời này là khổ rồi và chúng con phải tìm đường, chúng con đi ra. Và chúng ta thấy là ông không hề có học gì hết mà ông xuống núi ông nói một câu thôi là mọi người thấy giác ngộ rồi, chúng ta học quá trời, chúng ta nói còn được nhiều hơn chứ khổ mà. Là chúng ta sẽ có thể làm lợi lạc được cho nhiều người lắm. Mới là chúng ta đừng có lo, bởi vì mỗi người nó có một cái duyên với lại người khác. Có một lần Đức Phật của chúng ta đó đi hoằng pháp, ngài đến một cái xứ, cái câu chuyện này không biết chúng ta có nghe chưa, cũng có thể nghe rồi. Ngài đến một cái xứ đó, ngài hoằng pháp mà ngài đi đến đâu họ chửi đến đó, họ xua đuổi, họ đuổi ngài đi, họ không có chịu nghe. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba họ cũng đuổi. Ngài Anan trong mấy cái lần đầu đó ngài thương Đức Phật, có ngài nói là hơi thưa Đức Phật, bây giờ họ ngài đến đây mà họ không có welcome, tức là họ không có đón chào, mà họ không muốn nghe ngài giảng ấy, thì thôi đi về thôi. Nhưng mà Đức Phật cũng nhẫn nại, tức là lần thứ nhất là ngài nhẫn nại, xong rồi lần thứ hai ngài đến cũng bị chửi, lần thứ ba đến cũng bị chửi và cũng bị xua đuổi. Ngài Đức Phật nói là thôi quá tam ba bận rồi thì thôi đi về. Tức là ngài không có duyên với cái xứ đó. Nhưng mà đến khi mà ngài về rồi đó thì ngài Mục Kiền Liên đến đó thì chưa nói câu nào hết, chưa có nói năng gì hết, là họ mở cờ rong trống thì họ đón chào, thế là nói cái gì họ nghe cái đấy. Chúng ta thấy là giữa Đức Phật với ngài Mục Kiền Liên là một cái sự khác biệt rất là lớn, nhưng mà Đức Phật không có khả năng độ được những cái người đó, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên độ được. Nhiều khi mà quý thầy đây nói không được nhưng mà các vị nói lại được. Cho nên chúng ta đừng lo, cái việc mà thuyết pháp ấy thì nó là cái duyên của mỗi người thôi. Rồi chúng ta đi vào cái bài ngày hôm nay, bài 21. Bài hôm nay rất là dài. Bài 21 là cái loạt bài trong cái chủ đề cuối cùng của cái môn học ngày hôm nay, tức là giáo lý Đức Phật và thế giới ngày hôm nay, What the Buddha Taught and the World Today. Đây là những cái vấn đề ngày hôm nay mà chúng ta phải đối mặt. Thì cũng nói trước rằng là cái cuốn sách này là xuất bản cũng cả mấy chục năm rồi, cho nên là những cái mà chúng ta thấy là thế giới ngày hôm nay nhưng mà có lẽ nó cũng không còn là ngày hôm nay được. Nhưng mà chúng ta cũng thôi, sách thế nào thì nói, chúng ta nói thế nào thì chúng ta nói theo như vậy, và chúng ta có thể liên hệ đến cái cuộc sống ngày hôm nay. Là chúng ta đọc vào, nó có tất cả là 3 phần. Phần thứ nhất là một số các cái quan điểm sai lầm, và phần thứ hai tức là đề cao cái đời sống của người tại gia, và thứ ba là làm cách nào để chúng ta trở thành một Phật tử. Thì chúng ta đi vào cái chủ đề thứ nhất là những cái quan điểm sai lầm. Chúng ta cùng đọc nha. Erroneous views. There are some who believe that
Buddhism is so lofty and sublime, a system that it cannot be practiced by ordinary men and women in this workaday world of ours, and that one has to retire from it to a monastery or to some quiet place if one desires to be a true Buddhist. Một số các cái quan điểm sai lầm. Có một số người ngộ nhận rằng đạo Phật thì quá cao siêu và huyền bí. Cái này có phải ngộ nhận? Nếu mà nói đạo Phật quá cao siêu và huyền bí thì có phải là một ngộ nhận không? Trên thực tế thì cái này không phải là một ngộ nhận. Tức là đạo Phật thì đúng là cao siêu và huyền bí, nhưng mà nó không có tách rời quần chúng. Cái sai lầm của chúng ta sẽ là ở phía sau. Tức là đạo Phật thì quá cao siêu huyền bí là một cái hệ thống mà không có thể thực hành được bởi những người thông thường ở trên thế gian trong cuộc sống thường ngày. Tức là cái sai là ở cái chỗ này. Và rằng chúng ta cần phải hoàn toàn lánh xa cuộc đời, đi vào đời sống tu viện, tức là chúng ta đi xuất gia đó, hoặc là chúng ta phải đi lên những cái chỗ mà vắng vẻ, giống như cái ông thầy mà thuyết pháp bằng cái chữ khổ đó. Nếu như mà chúng ta muốn trở thành một người Phật tử thực thụ, thì đây rõ ràng rằng là cái quan điểm này thì không có đúng rồi. Đạo Phật là chúng ta biết là ngay khi mà Đức Phật mới giác ngộ đó, Ngài cũng có cái tư duy giống như chúng ta biết rồi. Ngài tư duy rằng là cái đạo của Ngài nó không, thực ra nó không phải là nó khó thực hành, mà nó trái với cái dòng tư tưởng của con người. Con người chúng ta thì do là bị cuốn hút bởi tham, bởi sân và bởi si, còn đạo của Ngài là phải từ bỏ tham, cho nên là nó ngược với cái dòng đời, cho nên là ngược với cái xu hướng dòng đời. Ngài không tìm thấy cái sự tương thích, cho nên Ngài nghĩ rằng là như vậy rất là khó cho Ngài có thể thuyết pháp cho cái người thế gian, cho nên Ngài định nhập Niết Bàn ngay. Nhưng mà sau đó thì cũng rất may là cái hình ảnh hồ sen ở trước mặt Ngài đã cho Ngài một cái idea. Tức là Ngài nói rằng là thì cũng có những cái cọng sen nó chìm dưới hồ, có những cọng sen thì nó vươn lên mặt hồ và vượt lên tỏa hương thơm cho cuộc đời, thì chắc chắn rằng cũng sẽ có những người mà có thể hiểu được cái giáo pháp của Ngài. Và chính vì thế mà Ngài mới dấn thân thuyết pháp. Và sau khi mà Ngài thuyết pháp như vậy thì lần lượt là năm anh em ông Kiều Trần Như có thể lãnh hội được giáo pháp của Ngài. Và sau khi mà độ cho Ngài ra xá và những người bạn đó, là có 60 tỳ kheo đầu tiên, thì Đức Phật dạy rằng gì? Tức là hãy đi thuyết pháp. Và cái quan trọng là gì? Tức là đừng đi hai người trên cùng một con đường. Tức là gì? Để đem giáo pháp này đi vào cái cuộc đời này, chứ không phải là chúng ta leo lên núi để chúng ta tu. Thì chúng ta thấy là nếu mà leo lên núi tu mà có thành Phật đi chăng nữa thì cũng trở thành một vị gọi là gì? Độc giác mà thôi, không có cái khả năng thuyết pháp, thì cái đó là không có lợi ích. Mà Đức Phật trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rất rõ rằng là gì? Ngài ra đời là vì số đông và vì lợi ích cho chư thiên và loài người, cho nên là chúng ta không có thể lánh xa cuộc đời này nữa. Cho nên là người Phật tử chân chính đó thì chúng ta lại càng phải nhập thế hơn. Nhưng mà tuy nhiên để mà nhập thế đó thì chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản, phải có những cái trau dồi cơ bản bằng cách là chúng ta học tập. Và cái quan trọng nữa là cũng có lúc chúng ta phải sống ở những cái chỗ quiet place, tức là chúng ta phải vào những cái chỗ thanh vắng. Và không nhất thiết là chúng ta lên núi, mà chúng ta có thể chọn cho mình cái chỗ để mà tĩnh tu. Để làm gì? Tức là chúng ta giống như kiếm hiệp nó gọi là hồi phục công lực đó. Chúng ta thấy là chúng ta đi ra giữa cuộc đời đó thì chắc chắn là chúng ta phải dính cái bụi thôi. Và ra vào giữa cuộc đời này đó thì chúng ta thấy là có bát phong, có hơn thua được mất, không ít thì nhiều đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Mà chúng ta cứ lăn vào đời như vậy đó mà không có cái nội lực đó thì dòng đời nó sẽ cuốn chúng ta. Chúng ta vào độ đời chưa biết có độ được không, mà cuối cùng cái đời nó độ, nó lôi chúng ta ra thì cũng phiền lắm. Cho nên là chúng ta phải có những cái thời gian để tu tập. Cho nên là cái quan điểm mà đạo Phật mà quá cao siêu, sở dĩ mà nói quá cao siêu là bởi vì là do cũng, đây cũng không phải là cái sai lầm, mà do là chúng ta thấy là đạo Phật nó hay quá, chúng ta dùng những cái từ mà nó hoa mỹ quá đó, nó ca ngợi nó thì người ta nghĩ rằng như vậy thì nó quá cao siêu đi rồi, thì chúng ta không có thể thực hành được, người bình thường không có thể thực hành được. Thì chúng ta thấy là cũng một cách, đây mới nói là đạo tại nhân hoằng là cái chỗ đó, tức là
cái đạo của chúng ta tồn tại và phát triển ấy như thế nào đó là do cái người hoằng pháp của chúng ta, cho nên là chúng ta phải tùy theo căn cơ người ta mà chúng ta thuyết pháp, chứ chúng ta cứ đưa tâng bốc, nhiều khi nói hay nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà trong một chừng mực nào đó nó có những cái tai hại của nó, cho nên chúng ta phải biết dung hòa. Thế nếu chúng ta đưa lên cao quá, mình gọi là trèo cao thì ngã đau mà thôi, đưa lên cao quá thì tự nhiên thấy là tách biệt với quần chúng ấy, thì người ta sẽ không có theo. Cho nên đó là một trong những quan điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Nói rằng là mấy chục năm nhưng mà cái tư tưởng này có thể nó vẫn còn tồn tại với chúng ta đến ngày nay. Nhiều khi chúng ta biết nó đấy nhưng mà chúng ta không có bị cuốn hút theo cái nó. Chúng ta ca ngợi, tức là chúng ta thâm tín đạo Phật quá mà chúng ta ca ngợi theo cái chiều hướng của chúng ta, mà chúng ta không nghĩ đến những cái người khác họ chưa từng tiếp cận đạo đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý. Rồi chúng ta đọc tiếp. This is a sad misconception due evidently to a lack of understanding of the teachings of the Buddha. People run to such hasty and wrong conclusions as a result of their hearing or reading casually something about Buddhism written by someone who, as he has not understood the subject in all its aspects, gives only a partial and lopsided views of it. The Buddha's teaching is meant not only for monks in monasteries, but also for ordinary men and women living at home with their families. The Noble Eightfold Path, which is the Buddhist way of life, is meant of all, without distinction of any kind. Đây là một cái quan điểm sai lạc, một cái quan điểm rất là sai lạc, và do là chúng ta không hiểu về cái giáo lý của Đức Phật. Mọi người kết luận, đi đến một cái kết luận sai lầm như vậy, đó là cũng do là cái việc nghe đọc tình cờ nghe đọc được một số những cái tư liệu về đạo Phật mà viết bởi một số người mà chưa có hiểu toàn diện về cái đạo Phật, mà chỉ có hiểu ở trong một khía cạnh chủ quan nào đó mà thôi. Giáo lý của Đức Phật ấy không phải chỉ dành cho chư tăng ở trong tu viện, mà nó còn dành cho tất cả con người sống ở trong sống ở gia đình với lại gia đình của họ. Và con đường bát chánh đạo, cái con đường đây chính là cái lối sống của Phật giáo, nếu mà nó có nghĩa theo đúng nghĩa của nó là một cái lối sống ở trong đạo Phật, và không có cái sự phân biệt cho bất kỳ một người nào cả. Thì ở đây chúng ta thấy là như bây giờ chúng ta thấy rất là rõ, nhiều khi chúng ta lên YouTube, thời buổi bây giờ thì mạng cũng rất là nhiều, chúng ta lên YouTube chúng ta hoặc là nghe người này người kia giảng, hoặc là chúng ta đọc sách, ai cũng có thể viết ra sách được, cho nên là chúng ta cần phải có những cái kiến thức nhất định, còn nếu không thì chúng ta nghe xong là chúng ta thấy nó sẽ tùm lum mà không biết là ai nói đúng và ai nói sai. Mà chúng ta biết là mà ở đây cái đúng cái sai của nó cũng rất là tương đối, chúng ta phải thấy rằng là nhiều khi mà trong cái khía cạnh này có những thầy này nói đúng, mà trong những cái khía cạnh kia thì có những thầy khác nói đúng, thì chúng ta phải đặt mình vào cái hoàn cảnh đó để mà chúng ta nghe. Và cái quan trọng nhất của chúng ta để mà thấy được cái đúng sai ở đây đó là chúng ta bắt buộc phải học Phật thôi. Mà chúng ta thấy là Đức Phật đã nói rất rõ rằng là ở đây chúng ta đánh giá cái mà đúng trong đạo Phật đó không phải dựa trên như theo truyền thống ấy, chúng ta thường đánh giá nó đúng gọi là theo cái mà gọi là lục chủng thành tựu, đúng không? Đây là tín văn thời xứ thời chủ thành tựu vân vân, nhưng mà chúng ta thấy là cái đấy ngày nay nó dễ lắm, cái đó là một phần để chúng ta đánh giá thôi, vì ai cũng có khả năng thêm cái chữ đó vào trong bất kỳ một cái kinh nào đó.
Cho nên là chúng ta để mà đánh giá đúng cái giáo lý của Đạo Phật đó, thì chúng ta nghe những cái điều đó mà chúng ta thấy là thực sự nó hữu ích, và chúng ta nghe thấy nó không có đi quá xa Đức Phật. Nói rằng là tất cả những cái gì đó mà nó mà trạch đi ra ngoài cái hướng mà khổ và con đường diệt khổ đó, thì chúng ta thấy là cái đó là chúng ta cần phải xem xét. Đó là cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta đánh giá. Và cái thứ hai nữa là chúng ta xem rằng là những cái lời nói đó khi mà chúng ta đem áp dụng có thực sự là nó có ba cái điều kiện, tức là lợi mình, thứ hai lợi người. Lợi mình là chúng ta thấy là cái giáo pháp này đã đúng chưa? Là chưa có đúng, bởi vì là chúng ta thấy là chỉ được cho mình mà thiệt cho người thì không có được. Và thứ hai nữa là chúng ta vị tha, chúng ta làm tất cả vì lợi ích cho người khác mà chúng ta thua thiệt, thì cái này đã đúng chưa? Chúng ta sống vị tha mà tại sao không đúng? Là đúng rồi, chúng ta cũng là một hữu tình trong đó mà chúng ta thấy là chúng ta làm tổn thương cho một hữu tình đó, là cũng không có đúng rồi. Cho nên là nếu mà chỉ lợi người mà không lợi mình cũng không được, mà phải lợi cả hai, tức là nó phải đầy đủ cả ba yếu tố này: lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Thì cái giáo pháp đó là cái mà chúng ta đối chiếu với cái con đường khổ và diệt khổ, nó không đi chệch ra khỏi cái hướng đó mà nó đầy đủ cái điều kiện này, thì cái giáo pháp đó có thể chúng ta sẽ thực hành được. Còn nói về lục chủng thành tựu thì nếu mà có dịp nào nữa thì chúng ta sẽ nói kỹ lưỡng hơn. Chúng ta ngoài dựa trên lục chủng thành tựu là có tín thành tựu, chủ thành tựu, thờ thành tựu, ngoài ra chúng ta thấy là nó có những cái tính chất của pháp, thì có lẽ là lúc này chúng ta không có thời gian đi sâu vào cái này. Cái này nó cũng được gọi là lục chủng thành tựu bởi vì nó có 6 yếu tố, tức là được Thế Tôn khéo thuyết giảng này, rồi thiết thực hiện tại, rồi đến để mà thấy được người trí chứng ngộ, vân vân, có 6 cái. Nếu mà chúng ta đối chiếu ấy, chúng ta thấy là nếu mà cái giáo pháp này được Thế Tôn khéo thuyết giảng là gì? Tức là nó tốt ở chặng đầu, chặng giữa và chặng sau. Và khéo thuyết giảng là giống như là cái câu chuyện mà ngài A Nan ngài dạy cho ông Lò Rèn với lại ông Coi Nghĩa Địa đó, tức là cùng một cái giáo pháp đấy nhưng mà dạy không trúng đối tượng á, thì cái đó cũng không phải là thuộc tính chất của pháp. Mặc dù cái pháp đó đúng nhưng mà chúng ta làm sai thì nó cũng không phải là giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là chúng ta thấy là nó phải khế lý, khế cơ và khế thời nữa. Thì chúng ta đối chiếu những cái điều đó thì đó là cái giáo pháp đích thực mà do Đức Phật dạy và đích thực chúng ta đã thực hành đúng. Còn nếu không thì nó có dù là Đạo Phật đi chăng nữa nó cũng sẽ không có đúng. Thì đó là do một số người nghe những cái điều đó và thực tập hoặc là viết lên theo cái quan điểm của họ nó không đúng thì dẫn đến cái sự hiểu lầm. Và như lần trước có nói giống như cái câu chuyện Lan và Điệp ấy, có một thời thì chúng ta thấy là Đạo Phật nó lánh xa quần chúng quá và người ta cứ nghĩ rằng là phải, nhất là cái xã hội Việt Nam chúng ta thấy là có nhiều người do đói nghèo hoặc là do một cái gì đó trốn vào chùa để tu. Và không nói gì cái thời Việt Nam của chúng ta, ngay thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật ngài có chia ra có 4 cái hạng người. Tức là 4 hạng người mà đi xuất gia đi tu với ngài đó là cũng có 4 hạng. Cái hạng thứ nhất đó tức là gì? Là quyết tâm tu đạo giải thoát. Tức là quyết tâm tu đạo để mà đạt được giải thoát. Còn hạng thứ hai đó là có thể nói được nghĩa lý của đạo. Và hạng thứ ba đó là chúng ta biết là gì không? Vì mục đích mưu sinh. Và hạng thứ tư, hạng này là còn tệ nữa. Sao ạ? Không phải trốn tránh tội. Mưu sinh tức là trốn tránh tội đấy. Lát nữa để chúng ta phân tích thêm. Hạng thứ tư này là phá đạo. Sao ạ? Đau khổ tức là cũng vì mục đích mưu sinh đó. Để lát nữa phân tích. Hạng thứ nhất đó chúng ta thấy là quyết tâm tu đạo để giải thoát đó. Thì hạng này đó, tức là chúng ta vào là chúng ta với một gọi là một cái hảo tâm đi xuất gia. Hảo tâm xuất gia mà chúng ta giữ được cái hảo tâm đó để mà quyết tâm tu cho đến đạt được đến giải thoát thì thôi. Là giống như là xá lợi phất mục kiền liên, tức là thấy cuộc đời này là
nó vô thường, nhận thấy vô thường mà quyết tâm để tu để mà thoát ra khỏi cái tam giới này, thì cái hạng này á, là hạng thứ nhất. Và hạng thứ hai là có thể nói được nghĩa lý của đạo ấy là như nào chúng ta biết không? Tức là giống như là chúng ta bây giờ đó, chúng ta cũng có hảo tâm giống như quý thầy hoặc là các vị đã cũng có hảo tâm đi xuất gia, nhưng mà tu là chưa có được giải thoát, nhưng mà có thể lên nói được đạo, tức là cũng có thể thuyết pháp rồi chia sẻ với mọi người đó. Thì đó là hạng thứ hai. Và hạng thứ ba là vì mục đích mưu sinh, tức là gồm tất cả những loại không phải hảo tâm, tức là thiếu ăn, thiếu mặc hoặc là trốn nợ hay là cái gì đó. Tức là thấy là khi mà vào đi tu ấy thì giống như trong thời Đức Phật đó, nhất là thời Đức Phật đó, khi mà như ông Angumela chẳng hạn, là một cái giả sát nhân, khi mà đi tu rồi đấy, vua thay vì bắt giết mà cuối cùng lại cúng dường, hoặc là những cái người mà bần cùng cố nô rồi khi mà tu ấy, thì lại được những người khác kính trọng, thì họ thấy cái lợi ích như vậy thì là ào ào họ chạy vào tu để mà từ cái kẻ nghèo đói đó trở thành một cái người mà được người ta cúng dường kính ngưỡng. Chính vì thế mà vì cái lý do đó mà sau này mà giới luật nó mới phải ra đời là như vậy. Và hạng thứ tư là phá đạo, là chúng ta biết là sao? Đấy là những cái đạo khác, Bà La Môn hoặc là đạo Sích hay gì đó, thấy là đạo Phật phát triển mạnh quá, thu hút tín đồ của họ đó, là họ cài người vô và vào tu đi để tìm cái sơ hở của đạo Phật và tìm cách để phá đạo Phật. Nhưng mà chúng ta biết là Đức Phật rất là từ bi, Ngài biết như vậy nhưng mà Ngài chấp nhận hết cả bốn hạng người này vô. Và từ từ Ngài tìm cái cơ duyên để Ngài chuyển hóa họ. Và trong bốn hạng này á, Đức Phật nói rằng là lý tưởng nhất là chỉ có hạng thứ nhất này thôi. Hạng thứ hai chúng ta thấy có được không? Hạng thứ hai á, thì cũng có thể được nhưng mà không phải là lý tưởng. Tức là thôi thì không giải thoát được nhưng mà thôi thì thôi cũng được. Cũng có cái hảo tâm tu rồi ta học từ từ thì nó cũng có thể đào tạo được. Thì từ từ thì chúng ta là thuộc cái dạng là cũng được đó. Còn hạng thứ ba vì mục đích mưu sinh ấy, chúng ta thấy là hai hạng này thì rõ ràng là không có tốt rồi. Chúng ta tùy theo cái khả năng của chúng ta, nếu như mà chúng ta có cái khả năng như Đức Phật hoặc là chúng ta thấy có duyên với họ mà cảm thấy có thể hóa độ được họ đó, thì chúng ta có thể chấp nhận họ vào tu và chuyển hóa dần dần. Còn nếu mà không ấy, thì chúng ta thôi là 36 kế chúng ta chạy là hơn. Còn nếu không nó vào nó làm loạn xì ngầu lên, làm cho cái chùa của chúng ta nó tanh bành lên, làm cho cái lớp học chúng ta tanh bành lên, là chúng ta không có được cái lợi ích gì hết. Thì đó là bốn cái hạng người như thế vào đó. Thì chúng ta thấy là chính vì thế mà có thể là từ những hạng quyết tâm tu đạo này thì phần lớn là cái lỗi lầm của họ rất ít. Nhưng mà ba cái hạng thứ hai thì cũng có nhưng mà vừa vừa. Còn hai cái hạng này đó là rất nhiều lỗi lầm, và nhiều khi mà họ vào xong rồi họ không có tu mấy cái mục đích chính đáng, là bắt đầu họ viết sách rồi họ giảng, bắt đầu nó mới tùm lum ra. Cho nên là chúng ta phải lựa chọn, chúng ta có nghe có đọc là cũng phải lựa chọn, nếu không mà chúng ta sẽ hiểu sai lầm rất là nhiều. Và chính vì thế mà chúng ta cần phải có cái sự học tập và tu. Còn nếu như mà tu giống như cái ông thầy mà thuyết pháp khổ đó thì cũng được, nhưng mà chúng ta thấy là khi mà họ trình bày một cái vấn đề gì đó mà chúng ta thấy là chúng ta không biết đúng sai gì cả, thì chúng ta cái con đường tu của chúng ta nó sẽ mờ mịt, gọi là chư tổ gọi là tiền lộ mang mang vị chi hạ vãng, chúng ta biết là sao, tức là phía trước mịt mờ không biết đi về đâu nữa. Chúng ta đó là cái quan điểm sai lầm thứ nhất. Dạ. Dạ dạ được được cái đó. Nó tùy theo đối tượng, chẳng hạn như là chúng ta thấy là theo như cái này rất rõ đó, chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy trong chùa chúng ta đấy, ví dụ như chẳng hạn là có cái thầy này thấy vào thấy tu mà thấy tu rất là nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, tức là luôn luôn nỗ lực để tu. Còn ông thầy kia thì vào thì ăn chơi, ngủ, đàn, ca, hát ấy, thì chúng ta thấy là như vậy là chúng ta có thể nói rõ ràng là đây Đức Phật nói có bốn hạng người, cái hạng này là quyết tâm xuất gia, còn hạng kia là có thể là vì cái mục đích số 3 này, thì chúng ta có thể chia ra. Còn cái hạng mà quyết cái gì, tức là thân xuất gia và tâm không xuất gia đó, thì nó cũng có thể, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta thấy là nó phù hợp với cái đối tượng này thì chúng ta cũng có thể chia theo hai cái trường hợp này thì nó khá là giống nhau. Thì sao ạ? Thân xuất gia
Cái đó là chúng ta giảng pháp rồi, còn đây tức là chúng ta tức là chia ra cái cách tu đó, thì chúng ta tùy theo cái đối tượng đó, thế mà thấy mà họ vào với lại một cái mục đích gì đó thì chúng ta có thể lựa theo, thấy nó nếu nó phù hợp với cái hoàn cảnh này thì chúng ta nói cái hoàn cảnh này, còn nếu mà phù hợp với hoàn cảnh kia thì chúng ta nói cái hoàn cảnh kia. Trên thực tế đó thì tất cả giống như Đức Phật nói là trăm sông nó cùng đổ về một bể thôi. Giống như là cái câu chuyện mà chúng ta nói là có nhiều khi mà nói có hai cảm thọ hoặc là có ba cảm thọ thì cái trường hợp nào nó cũng đúng thôi. Nếu mà nói ba cảm thọ thì chúng ta có thể chia ra là khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc. Thì chúng ta phân tích đó với cái tư cách là những cái người thông thường thế gian này là đều trải qua ba cái cảm thọ đó. Còn nếu như mà nói hai cảm thọ đó thì nó có khổ thọ và lạc thọ. Còn cái trung tính đó thì chúng ta thấy là nó xếp vào cái hạng nào? Là chúng ta có thấy là nó tùy theo, chúng ta có thể xếp nó vào cái khổ thọ cũng được. Bởi vì trung tính là ngờ ngờ ngạc ngạc, chúng ta không biết gì đó, nhiều người cũng có thể xếp vào cái khổ thọ đó. Cho nên là tùy theo cái mục đích chúng ta muốn truyền tải như thế nào thì chúng ta nói như vậy. Còn cái việc thân xuất gia, tâm xuất gia thì nó cũng là một cái cách phân tích từ những cái này ra thôi. Hoặc là do cái hoàn cảnh đó thì Đức Phật nói cái người đó như vậy. Hoặc là ví dụ như là cái người đó chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là nó không có muốn tu gì hết, nó vào là chỉ có mục đích ăn thôi, mà chúng ta nói là mày vào đây chỉ vì miếng ăn đó thì nó kỳ quá. Thì chúng ta phải nói khéo khéo là phải có cái cách là đi tu ấy, là nó có những cái hạng người như này, là có những người là tu thân rồi tu tâm gì đấy, tức là chúng ta nói tránh tránh đi để nó có một cách rất là tế nhị thì sẽ không có làm ảnh hưởng đến tổn thương cái người đó. Thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà chúng ta dựa theo cái hoàn cảnh đó chúng ta nói thì con người ta nó sẽ không bị đau khổ, không bị tổn thương. Rồi đó là một số các cái quan điểm sai lầm. Thì nổi trội thì có cái đó thôi. Còn những cái tiếp theo thì chúng ta về đọc nha. Nó có một cái nữa là nếu như mà chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng là sống một cuộc đời mà tại gia cũng có thể tu được thì tại sao mà cần có chư tăng? Thì chúng ta biết rằng là những người tại gia đó thì không có thể dành hết cái lý tưởng để mà tu được. Nhiều khi chúng ta cũng có thể tu nhưng mà chúng ta nhiều khi là chúng ta phải đặt cái vị trí của gia đình mình hơn, vì nó ngay sát bên cạnh mình đó. Chúng ta tu mà chúng ta thấy con mình nó đói quá thì chúng ta cũng phải lo. Chứ còn người tu nó không phải cái mối ràng buộc đó, thì họ có thể dành hết cái tâm lý của họ cho cái việc tu tập được. Cho nên là cái việc mà chư tăng và người thế tục là nó có cái vai trò hoàn toàn khác nhau. Cái đó là một cái cách trả lời ngắn gọn đơn giản nhất. Và cái đề mục thứ hai đó là trang số 154 là Lay Life Held in High Esteem, tức là đời sống tại gia vẫn được đề cao. Thì cái này cũng nói sơ qua thôi, tức là ở trong kinh Thiện Sanh, ở trong kinh Trường Bộ số 31 chắc cái này chúng ta có nghe rồi đúng không? Tức là cái anh này anh lễ bái sáu phương đó. Có phương ở đây chúng ta thấy có phương nào? Trang số 155 đó, thì thứ nhất là cha mẹ đối với con cái, tức là Đức Phật. Ở đây Đức Phật, cái mục đích thuyết pháp của Đức Phật đó là chúng ta còn nhớ là cái hướng của Đức Phật thuyết pháp là nó hướng tới ba mục tiêu. Ba mục tiêu là trong cái thời pháp của cái khóa tu mà đầu kỳ học đó, hình như là thầy có chia sẻ đó. Ba cái mục tiêu của giáo pháp Đức Phật đó, cái mục tiêu thứ nhất đó là hướng đến một cái hạnh phúc hiện tại theo thế gian pháp, và cái hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc tương lai có thể là cũng theo thế gian pháp, và cái thứ ba nữa là hạnh phúc của giải thoát tối hậu. Đó là ba cái hướng mà giáo pháp Đức Phật hướng tới, tức là tất nhiên là cái mục đích cuối cùng là vẫn hướng đến cái giải thoát tối hậu, nhưng mà Đức Phật biết rất rõ rằng là không phải ai cũng có thể đi được tới đây. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là cũng có chia ra đó, tức là hóa thành đó, tức là chia ra là xe trâu, xe gì ha? Xe trâu, xe dê và xe gì nhá? Xe ngựa? Xe hươu hay xe gì? À đúng rồi, tức là có ba loại xe, cũng tương đương đây với lại ba cái hạnh phúc hiện tại đó. Đức Phật là thấy là tùy theo cái khả năng của người thế gian. Tùy theo cái khả năng của người thế gian, không phải ai cũng
tu mà đạt được cái giải thoát giác ngộ tối hậu, và không phải ai tu ấy là cũng hướng đến một cái hạnh phúc cho tương lai được, mà nhiều người tu là họ muốn là phải được hạnh phúc ngay bây giờ, thì giống như là uống nước là hết khát liền đó, thì Đức Phật hướng tới cái giáo pháp đó, thì ở đây cũng giống như vậy. Thì cái đời sống tại gia đó, mặc dù thì cái người tại gia như Đức Phật nói thì phần lớn là tu thì cao lắm đó, đắc được đến quả A-na-hàm, chứ không đắc được quả A-la-hán, bởi vì là còn nhiều mối ràng buộc, tức là cái hoàn cảnh, chứ không phải là họ không có thể tu được đến A-la-hán, mà cái hoàn cảnh khiến họ không có thể đạt được đến cái mức đó. Mà tuy nhiên cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, là sau này chúng ta học chúng ta sẽ gặp là có một số các cái vị cư sĩ là cũng có thể đắc được quả A-la-hán. Và khi mà đắc được quả A-la-hán đó, thì chúng ta thấy là có hai trường hợp xảy ra đối với những người này. Nếu mà như mà họ còn ở trong gia đình đó, chúng ta biết là hai trường hợp xảy ra là hai trường hợp gì không? Nếu như mà một người mà còn sống ở trong gia đình, còn vợ còn chồng mà tu mà đắc được quả A-la-hán đó, thì họ chỉ có hai con đường để đi thôi. Chúng ta biết là con đường gì không? Thứ nhất đó là họ phải đi xuất gia. Bởi vì sao? Bởi vì A-la-hán là gì? Tức là A-la-hán là đã đặt gánh nặng xuống, tức là không còn dính bụi đời nữa, mà chúng ta thấy là còn cuộc sống tham ái của cuộc sống thế gian giữa vợ và chồng là chắc chắn là phải cắt rồi. Thì thứ nhất là phải xuất gia thôi, là từ bỏ cuộc sống gia đình. Và thứ hai là gì? Thứ hai là phải nhập Niết Bàn, tức là chết đó. Tức là đoạn mọi sinh tử, tức là có hai cái trường hợp đấy xảy ra. Nếu như mà không xuất gia đó thì lập tức là phải nhập Niết Bàn trong cái ngày, tức là không để qua đêm, tức là trong cái ngày hôm đó là nhập Niết Bàn, chứ không được qua ngày hôm sau. Tức là hai con đường đi. Chúng ta đừng có sợ nhập Niết Bàn, chúng ta nghĩ đấy là đấy là chết. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ gặp, nhưng tạm thời bây giờ chúng ta chỉ biết là có hai con đường đó thôi. Tức là một là chúng ta xuất gia thì chúng ta có thể giữ được cái mạng căn này, tiếp tục sống để xuất gia hành đạo, để làm lợi lạc cho người khác. Còn thứ hai nữa, nếu mà chúng ta mà không đó, thì mà ví dụ như là vợ đắc đạo mà chồng không cho đi tu đó, thì bắt buộc là phải nhập Niết Bàn thôi, hoặc là ngược lại. Thưa thầy, có cánh tay giơ lên, có phải có hỏi gì không ạ? Dạ, vừa mới cái giải thích đấy, tức là A-la-hán là gì? Tức là giống như trong kinh vẫn mô tả, tức là các ngài đi làm sao, nhiều người tức là họ đưa ra một cái mô tả cho giống, tức là mô tả người A-la-hán, tức là đi chân mà không có chạm đất ấy, tức là họ nói rằng là không có dính bụi đời nữa. Mà nếu như mà còn sống cuộc sống gia đình, tức là còn có vợ chồng đó, thì còn có những cái sinh hoạt gia đình, còn có sinh hoạt vợ chồng đó, thì cái đó là không có đúng với lại cái người A-la-hán nữa, tức là không còn phải người hoàn toàn xuất gia nữa. Tức là xuất gia tức là ly tục mà còn sinh hoạt vợ chồng đó, thì rõ ràng là nó không có tương thích rồi. Là không có. Người khi mà chúng ta học đến cái bài kinh khác đó, chúng ta thấy là nó như thế này. Tức là người mà, thôi mình nói đại đây, còn bài học thì chúng ta về chúng ta tự đọc nhé. Cái người ấy, chúng ta thấy là nếu như chúng ta đọc kinh Trung Bộ có một cái bài kinh ước nguyện. Và bài kinh ước nguyện thì tuy nhiên nó cũng không có nói rõ, tức là bài kinh ước nguyện đó tức là tỳ kheo mà muốn mình như thế nào đó thì phải làm như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên cái bài kinh nói không rõ. Ở một số các cái bài kinh khác ấy, thì Đức Phật chúng ta tổng hợp lại đó, tức là nếu mà chúng ta muốn mà nhập Niết Bàn tự tại, tức là bậc A-la-hán ấy là có quyền nhập Niết Bàn bất cứ lúc nào cũng được, thì chúng ta thấy là bậc A-la-hán là người là gì? Tức là đã chứng được tứ thiền. Tứ thiền tức là, tứ thiền là tứ thiền, phải là tứ thiền sắc giới. Tứ thiền vô sắc thì không được. Tứ thiền sắc giới. Tạm thời chúng ta cứ biết như này, bởi vì không có thời gian. Khi mà chúng ta học lên thì có, nếu mà gặp dịp thì thầy sẽ giải thích rất rõ. Mà chắc chắn là sẽ gặp cái bài này nếu mà chúng ta học lên cao đẳng. Thì cái điều kiện thứ nhất đó là tứ thiền là người A-la-hán chắc chắn có tứ thiền sắc giới. Tứ thiền sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Là chúng ta bắt buộc phải có cái điều kiện số 1 này. Và cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta hướng tâm. Chúng ta hướng tâm đến cái gì đó. Khi trong kinh có mô tả, tức là vị ấy đắc được tứ thiền, và sau khi đắc được tứ thiền với tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng đó, thì vị hướng tâm tới cái gì? Là vị đạt được cái đó. Và Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài nhập diệt đó, chúng ta thấy là Ngài cũng nhập vào tứ thiền, xong rồi ra tứ thiền, bắt đầu mà Ngài mới hướng tâm đến giải thoát Niết Bàn. Tối hậu đó thì là Ngài nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy là cái chi tiết đó là cái chi tiết mà chứng minh được, tức là có hai điều kiện.
Điều kiện thứ nhất là chúng ta đắc được tứ thiền là A-la-hán là chắc chắn phải đắc rồi. Và thứ hai nữa, vị hướng tâm tới cái đó đó là chúng ta thấy là vị đắc được, nhập được Niết Bàn thôi. Thì đó là hai cái điều kiện mà chúng ta có thể, đây là cái mà để chúng ta sử dụng luôn. Tức là chúng ta muốn rằng là chúng ta sinh lên cõi trời, chúng ta muốn được giải thoát, hoặc là chúng ta muốn giàu như ông tỷ phú, thì chúng ta cũng phải đắc được tứ thiền. Và chúng ta hướng tâm tới là chúng chắc chắn chúng ta cũng sẽ đắc được. Và chúng ta muốn gia đình hạnh phúc là cũng ở đây. Dạ thưa, cái phần còn lại thì chúng ta thấy là lễ bái sáu phương, nếu mà chúng ta học lên thì kinh thiện sinh thì chúng ta sẽ gặp. Còn cái phần thứ ba của bài kinh là làm thế nào trở thành một Phật tử, thì chúng ta là Phật tử rồi thì chúng ta biết rất rõ rồi. Chúng ta cứ về tự đọc ha. Chúng ta còn thắc mắc gì về bài ngày hôm nay không? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều chọn thành Phật đạo.